Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Sáng nay thứ tư ngày 4 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Vịnh Hạ Long Quảng Ninh là điểm đến duy nhất của Việt Nam lọt danh sách 24 điểm đến lý tưởng nhất trên khắp thế giới trong năm 2024 của trang truyền thông Forbes nổi tiếng. Chín tháng, thành phố Hải Phòng dẫn đầu cả về thu hút đầu tư với tổng vốn hơn 3 tỷ đô la Mỹ nhờ nỗ lực đổi mới xúc tiến tạo cơ chế hấp dẫn các nhà đầu tư. Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhiều hội viên nông dân tại tỉnh Bắc Giang phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, trên trang truyền thông Forbes nổi tiếng của Mỹ, các chuyên gia của Ovation Network đề xuất 24 điểm đến lý tưởng nhất trên khắp thế giới trong năm 2024 dưới góc nhìn của nhà tư vấn sản phẩm du lịch sang trọng. Góp mặt trong danh sách năm nay có Vịnh Hạ Long Việt Nam, cũng là lần đầu tiên một điểm đến Việt Nam được Ovation Network lựa chọn kể từ khi hãng này bắt đầu công bố danh sách thường niên từ năm 2020. Bài viết ca ngợi Vịnh Hạ Long là di sản thế giới, sở hữu giá trị ngoại hạng toàn cầu về hệ sinh thái và giá trị địa chất địa mạo. Điểm đến có sự kết hợp giữa vẻ đẹp thiên nhiên, hoạt động ngoài trời, món ăn tươi ngon, sự yên tĩnh và thuận tiện trong đi lại, tiếp cận. Du khách là người đam mê phiêu lưu, yêu thích thiên nhiên, ẩm thực hay lịch sử, Vịnh Hạ Long đều sẵn sàng cung cấp trải nghiệm cho tất cả mọi người. Ngoài ra, du khách có thể lựa chọn trải nghiệm hành trình thăm vịnh Bái Tử Long hoang sơ Thanh Bình nằm ngay kế bên Vịnh Hạ Long. Ngoài Vịnh Hạ Long, 23 điểm đến khác được đề xuất đều là những điểm đến nổi tiếng tại Ai Cập, Tây Ban Nha, Phần Lan, Nam Phi, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và nhiều quốc gia du lịch nổi tiếng khác. Xác định vốn đầu tư trong và ngoài nước là những nguồn lực quan trọng cho xây dựng và phát triển thành phố, Hải Phòng không ngừng nỗ lực quyết tâm quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, đổi mới trong xúc tiến, tạo cơ chế hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư. Nhờ đó, chỉ mới 9 tháng năm nay, thành phố đã hoàn thành, thậm chí vượt chỉ tiêu thu hút đầu tư của cả năm. Tháng 9 vừa qua đã ghi một dấu mốc quan trọng trong công tác thu hút đầu tư của Hải Phòng, khi thành phố cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một loạt các dự án đến từ nhiều nhà đầu tư, nhiều tập đoàn, công ty đa quốc gia, với tổng vốn hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ, đưa Hải Phòng vươn lên vị trí dẫn đầu cả nước ở thời điểm hiện tại về kết quả thu hút đầu tư 9 tháng năm nay với tổng vốn hơn 3 tỷ đô la Mỹ. Một số năm trở lại đây thì Hải Phòng luôn luôn trong top đầu trong việc thu hút đầu tư nước ngoài của cả nước. Mà Hải Phòng, và đặc biệt là trong cái việc thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế thì đã có cái sự cách làm rất là đúng đắn và phù hợp. Theo đó là đã có cái sự chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng để đón đầu tư, như là vấn đề đất sạch này, vấn đề về điện này, vấn đề về hạ tầng này, vấn đề về thủ tục đầu tư này, vân vân, đã có sự chuẩn bị rất là sẵn sàng. Với một khu kinh tế diện tích hơn 22.500 ha và 14 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 6.100 ha, tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt khoảng 63,5%. Lũy kế đến nay, khu kinh tế và các khu công nghiệp đã thu hút hơn 39 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 6 cả nước, thứ 2 miền Bắc. Thống kê đến hết tháng 8 năm nay, khu kinh tế và các khu công nghiệp của Hải Phòng đạt doanh thu 19,9 tỷ đô la Mỹ, kim ngạch xuất khẩu đạt 14,6 tỷ đô la Mỹ, nộp ngân sách 8,7 nghìn tỷ đồng. Có được những kết quả nổi bật như trên là do Ban Quản lý khu kinh tế đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá về môi trường đầu tư của Hải Phòng và không ngừng nỗ lực phối hợp với các sở ban ngành thực hiện hiệu quả chủ trương chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. 지금 가장 중요한 부분인데요. 제 생각에 하이퐁은 Tôi nghĩ rằng Hải Phòng đã xây dựng tốt hệ thống hành chính để giúp ổn định hóa thời kỳ đầu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Công ty của chúng tôi từ lúc thành lập cho đến nay cũng đã nhận được sự chấp thuận và nhiều hỗ trợ hiệu quả của thành phố cũng như là HEJA. Đặc biệt, trong tình hình đại dịch, chúng tôi rất cảm kích về việc thành phố Hải Phòng đã hỗ trợ tiêm vaccine cho cán bộ công nhân viên và tổ chức các chuyến bay đưa chuyên gia Hàn Quốc sang Việt Nam. Với kết quả thu hút đầu tư đột phá trong tháng 9, Hải Phòng không chỉ vượt kế hoạch chỉ tiêu năm nay mà còn thể hiện quyết tâm cao trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, kéo dòng vốn quý về xây dựng, phát triển thành phố cảng,
góp phần thực hiện thành công các mục tiêu mà Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị đề ra. Đây là thành tích đáng khích lệ nhân dịp thành phố tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn Hải Phòng. Tập trung khắc phục những bất cập về chống đánh bắt thủy sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định IUU đã được Ủy ban châu Âu chỉ ra, tỉnh Quảng Ninh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và quyết liệt triển khai. Trong đó, tỷ lệ các tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên bị ngắt kết nối giám sát hành trình đã được các địa phương xác minh làm rõ. Đến nay, tỷ lệ ngắt kết nối đã giảm từ 60% thời điểm đầu tháng 8 xuống còn 5,5%. Tàu khai thác tuyến khơi này của ông Ngô Doãn Nhân, phường Hà An là một trong 29 tàu của thị xã Quảng Yên bị mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trong 8 tháng năm 2023. Ngay sau khi có dữ liệu trích xuất từ hệ thống dữ liệu giám sát tàu cá của Chi cục Thủy sản Quảng Ninh, các lực lượng liên quan của tỉnh và địa phương đã đến tận nơi xác định nguyên nhân, làm việc với chủ tàu cá về việc này. Tôi có lắp thiết bị kết nối, nhưng mà vì đây là nó trục trặc kỹ thuật về máy móc, không phải là không mở, có báo cơ quan chức năng và cũng đóng các thứ đầy đủ theo của mạng, nhà mạng. Mong muốn có nghĩa là sau nhà mạng có nghĩa là xuống sửa chữa cho tôi và kết nối lại. Đến nay, trong tổng số 5.978 tàu cá toàn tỉnh, có 236 tàu cá tuyến khơi có chiều dài từ 15 mét trở lên bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát hành trình và được quản lý giám sát thường xuyên 223 tàu. Trong 8 tháng năm 2023, số tàu cá bị mất kết nối hệ thống giám sát tàu cá trong bờ tăng mạnh lên tới 81 chiếc. Đối với những tàu này, lực lượng chức năng của tỉnh và địa phương đã làm việc cụ thể với từng tàu để xác minh rõ nguyên nhân, đồng thời thành lập nhóm Zalo cấp tỉnh và các địa phương ven biển cấp huyện để phục vụ công tác quản lý, trao đổi, xử lý các thông tin liên quan đến khai thác IUU trên địa bàn. Định kỳ hàng ngày, hàng tuần thông báo danh sách tàu cá mất kết nối, chưa xác định rõ nguyên nhân và tàu cá mất kết nối ngoài khơi tới các chủ tàu cá. Thông báo danh sách tàu cá nguy cơ cao, tàu cá mất kết nối ngoài khơi trên 10 ngày. Riêng cái việc lắp đặt kết nối thiết bị giám sát hành trình đối với tàu cá trên 15 mét thì hiện nay toàn tỉnh có 236 trên 236 tàu đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Cái tỷ lệ mất kết nối trên biển mà chưa rõ nguyên nhân thì chỉ còn khoảng 5,5%. Cũng và nhờ cái làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và kịp thời phát hiện, cảnh báo cho ngư dân khi hoạt động trên biển, nên đến nay Quảng Ninh là không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ và xử lý. Tính từ đầu tháng 9 đến nay, toàn tỉnh chỉ còn 13 trên 236 tàu mất kết nối chưa rõ nguyên nhân, giảm còn 5,5% so với đầu tháng 8 năm 2023. Các địa phương liên quan đang liên hệ với chủ tàu để xác minh và khắc phục. Việc lắp thiết bị kết nối hệ thống giám sát tàu cá tuyến khơi nhằm thực hiện giám sát hành trình để cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, truy vết quá trình khai thác hải sản trên biển của tàu cá có đúng vùng và có vượt ranh giới trên biển hay không. Đây cũng là quy định bắt buộc đang được tỉnh tập trung xử lý để khắc phục những cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng từ lâu đã trở thành hoạt động trọng tâm xuyên suốt của các cấp hội nông dân tỉnh Bắc Giang. Tại huyện Yên Dũng, phong trào này đã động viên khích lệ nhiều hội viên nông dân phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, cải thiện đời sống. Trước kia, anh Hợi chưa bao giờ nghĩ rằng khu đồng chiêm trũng này có thể mang lại nguồn thu nhập cao cho gia đình. Mạnh dạn bỏ cấy lúa một vụ không ăn chắc, chuyển sang trồng sen lấy củ. Từ năm 2017 với diện tích ban đầu khoảng 3 mẫu, đến nay gia đình anh đã phát triển quy mô lên 22 hectare. Nhờ thâm canh đúng kỹ thuật nên cây sen cho năng suất rất cao. Hiện các sản phẩm chế biến từ sen của gia đình anh đã được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường và được người tiêu dùng đón nhận. Trồng và thu hoạch thì cũng rất là đơn giản. Nhưng mà cái tính hiệu quả kinh tế thì mang lại thì gấp 5 gấp 6 lần so với trồng lúa, mang lại cuộc sống cũng rất tốt hơn rất nhiều về hiệu quả kinh tế. Với doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ trồng sen, gia đình anh Hợi hiện là một trong những hộ nông dân tiêu biểu của phong trào sản xuất kinh doanh giỏi ở Yên Dũng. Để hỗ trợ hội viên nông dân phát triển kinh tế, thời gian qua các cấp hội nông dân trong huyện đã triển khai rất nhiều hoạt động
từ hỗ trợ vay vốn đến khoa học kỹ thuật. Hội nông dân xã cũng đã tiếp nhận và hỗ trợ trực tiếp đến các hộ nông dân có nhu cầu vay vốn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh giỏi. Thứ hai là thông qua các cái lớp tập huấn được huyện hội quan tâm thì cũng đã đưa về xã thì đã thu hút được rất đông đảo bà con nhân dân tham gia. Và trong đó còn hoạt động thứ ba nữa là để mà phong trào sản xuất kinh tế nông dân phát triển hơn nữa thì cũng đã tổ chức các cái hộ gia đình có nhu cầu sản xuất một vùng lúa canh tác tập trung thì cũng đã quy tụ được các hộ cùng chung một cái nhu cầu như vậy để tập trung sản xuất mô hình. Đặc biệt để khơi gợi nhiều hơn nữa các nguồn lực cho phong trào, các cấp hội còn đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ cây con giống theo hình thức không hoàn lại. Qua phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập hàng trăm, thậm chí là hàng tỷ đồng mỗi năm. Phong trào sản xuất kinh doanh giỏi thì trên địa bàn huyện Yên Dũng là cũng rất nhiều hộ đạt cái thu nhập cao, có trên 50 hộ đạt hộ sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương, thu nhập thì từ 800 đến khoảng 1 tỷ 500 triệu đồng. Tổng mà trên địa bàn huyện ấy thì có trên 12.000 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình, đơn nông nghiệp địa phương phát triển theo hướng hiện đại, nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Yên Dũng còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 cả nước ước tính tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Theo nhận định của Tổng cục Thống kê, do có kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 và học sinh bước vào năm học mới nên hoạt động thương mại tháng 9 sôi động hơn tháng trước. Vì vậy, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 16% và doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 47,7%. Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin trong chuyển đổi số là một trong những nội dung quan trọng bậc nhất, không những đảm bảo cho sự vận hành trơn tru hiệu quả của các hệ thống phần mềm mà còn đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhận thức được vấn đề này, thời gian qua tỉnh Quảng Ninh đã nỗ lực giải pháp đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin. Trong tiến trình tiến tới chuyển đổi số toàn diện của Quảng Ninh, Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh là bộ phận quan trọng của hệ thống chính quyền số của tỉnh. Với chức năng lưu trữ, quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu số hóa từ cấp tỉnh tới các địa phương, sở ngành và các trung tâm hành chính công trên địa bàn. Trung tâm này hiện đang được bảo vệ bằng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm tấn công, hoạt động rà soát 24/24 giờ dưới sự theo dõi sát sao của đội ngũ kỹ sư công nghệ thông tin. Hệ thống này thì có tác dụng là thu thập và đưa ra các cái cảnh báo liên quan đến các cuộc tấn công từ các cái IP tại Việt Nam hay từ trên thế giới. Thông qua các cuộc cảnh báo này thì chúng tôi thực hiện là tăng cường các cái biện pháp an toàn thông tin cho các hệ thống như cổng thông tin, hệ thống chính quyền điện tử, hệ thống công vụ và các hệ thống khác chuyên ngành đặt tại Trung tâm Tích hợp Dữ liệu. Công tác đào tạo tập huấn về kiến thức kỹ năng an toàn thông tin cho đội ngũ cán bộ công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh cũng được thực hiện thường xuyên, trong đó đã có nhiều cuộc diễn tập ứng cứu sự cố an ninh mạng trong các cơ quan nhà nước với các tình huống giả lập thực tế được tổ chức. Nhờ đó, công tác an toàn thông tin, an ninh mạng trên địa bàn tỉnh cơ bản được đảm bảo kiểm soát tốt. Hệ thống chính quyền số của tỉnh vận hành ổn định an toàn. Tuy nhiên, hiện nay, việc sử dụng hệ thống dữ liệu và thông tin của các cán bộ, công chức, viên chức trên máy tính cá nhân, thiết bị di động thông minh đang phát sinh các nguy cơ mất an toàn thông tin. Cán bộ công chức là sử dụng máy tính lưu các cái tài khoản mật khẩu trên trang gọi là cái trình duyệt web. Thứ hai nữa là trên cái máy tính mà họ sử dụng ấy là thường là có tình trạng là không đặt mật khẩu, gây mất lộ lọt cái thông tin của cá nhân của chính họ. Thứ hai là nó sẽ ảnh hưởng là sẽ lộ lọt một số những cái thông tin mà ở trong cái hệ thống chính quyền điện tử của các cơ quan quản lý nhà nước mà họ nhiều khi là không kiểm soát được. Trong chuyển đổi số toàn diện, việc bảo đảm an toàn thông tin mạng luôn cần được làm mới bởi công nghệ số thay đổi mỗi ngày. Vì vậy, các hạ tầng kỹ thuật, các phần mềm từng lửa, đội ngũ kỹ sư, cán bộ công nghệ thông tin cũng cần được quan tâm trang bị, nâng cấp đồng bộ để có được sự chủ động trong công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin,
và phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã tích cực thực hiện các khâu đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, từng bước cải tiến quy trình thủ tục, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện khai báo thủ tục biên phòng điện tử đối với các đại lý hãng tàu, góp phần tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa, cũng như phát huy vai trò vị thế của cảng biển Hải Phòng, nơi giao thương quốc tế quan trọng nhất của khu vực phía Bắc. Nếu như trước kia, khi tàu vào làm hàng tại khu vực cảng biển Hải Phòng, bộ phận hoa tiêu và đại lý hàng hải phải mất từ 1 đến 3 tiếng để làm thủ tục xuất nhập cảnh ở bộ phận thủ tục của biên phòng cửa khẩu cảng, thì nay nhờ thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển, thông tin về tàu hàng, số lượng thuyền viên, quốc tịch và chủng loại hàng hóa được khai báo trên mạng. Từ ngày mà cải cách thủ tục hành chính mà làm bằng điện tử thì thấy thuận lợi rất là nhiều. So với ngày xưa là phải mang toàn bộ giấy tờ gốc rồi là những cái thời gian giải quyết rơi vào tầm 30 phút cho đến 45 phút một lần. Nhưng bây giờ thì điện tử là mình đã kiểm tra trước làm thì chỉ 5-10 phút đã duyệt qua điện tử. Là người làm thủ tục bây giờ là không phải đến biên phòng cảng làm thủ tục nữa. Và chỉ việc ngồi bất kỳ nơi nào có internet cũng có thể làm thủ tục cho tàu thuyền xuất nhập cảnh. Và nó giảm được cái thời gian đi lại cho người làm thủ tục. Trước đây thì người làm thủ tục phải đi lại mang hồ sơ giấy thì thời gian nó có thể mất đến 1 đến 2 giờ. Nhưng bây giờ thông qua cái thủ tục biên phòng cảng biển thì người làm thủ tục chỉ mất 3 đến 5 phút khai báo. Trung bình mỗi năm, biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển cho khoảng 4.000 lượt tàu xuất nhập cảnh, chuyển cảng được thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm cho doanh nghiệp hàng nghìn tỷ đồng. Việc truy cập, khai thác, sử dụng vào hệ thống còn giúp nắm được tình hình tàu, kế hoạch tàu đến, đi trong địa bàn quản lý sau khi cán bộ hoàn thành thủ tục xuất nhập cảnh, chuyển cảng đi, đến cho tàu. Khi các đại lý hãng tàu thì khai báo trên cái hệ thống một cửa quốc gia và được kết nối với biên phòng điện tử thì hiện nay cái thời gian giải quyết cho một chuyến tàu từ khi tàu đến khu vực phao không và khai báo thì cái thời gian đã giảm tối thiểu đáng kể, chỉ từ 3 đến 5 phút. Triển khai có hiệu quả thủ tục biên phòng điện tử cảng biển gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế, tiết kiệm chi phí neo đậu, đi lại cho các đại lý hàng hải, doanh nghiệp cảng. Bộ đội biên phòng Hải Phòng phát huy tốt vai trò cầu nối, nâng cao hiệu quả khai thác, năng lực xếp dỡ cũng như sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Hải Phòng, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Dự kiến từ 8 giờ ngày 15 tháng 10 đến ngày 22 tháng 10, đường sắt sẽ mở bán vé tập thể cho dịp Tết 2024. Đối tượng ưu tiên bán vé tàu tập thể là các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, trường đại học cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, các tổ chức xã hội, các đơn vị trong ngành đường sắt. Về số lượng đăng ký vé tập thể, khách có thể đăng ký cả lượt đi và lượt về, mỗi lượt từ 5 vé trở lên. Các đơn vị đăng ký mua vé tập thể Tết 2024 có thể đến các ga để đăng ký mua vé, mang theo giấy giới thiệu danh sách mua vé tàu và các bảng tổng hợp lượt đi, lượt về. Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 7 tháng 10, Bộ Y tế triển khai tuần lễ làm mẹ an toàn năm 2023 tại 51 tỉnh, thành phố với chủ đề Làm mẹ an toàn, sức khỏe cho mẹ, tương lai cho bé. Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Bộ Y tế hướng dẫn triển khai tuần lễ làm mẹ an toàn 2023 trong khuôn khổ dự án 7 chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mục tiêu của làm mẹ an toàn nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh, giảm tỷ lệ tai biến sản khoa, giảm tình trạng tử vong mẹ và tử vong sơ sinh. Chương trình Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh ngày hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.